Xin chào cả nhà nhá. Rất vui được gặp lại cả nhà mình trong video tiếp theo trên kênh Gia Lang Tây Nguyên. Thì từ sáng giờ anh em mình di chuyển từ Nghệ An, bây giờ anh em mình đã tới Hà Tĩnh rồi cả nhà. Thì tới đây thì anh em mình bắt đầu lại chia hành lý tiếp một lần nữa. Ở Nghệ An thì chia cho em Gió Lào, và Gió Lào đã lên xe về nhà rồi. Thì bây giờ anh em mình tới đây chia hành lý với em Tú nữa, thì em Tú về nhà. Em Tú thì mình ở đây, mình dừng ở đây khách sạn hotel tí xíu. Không, túi nhỏ okay. Túi nhỏ tí đeo lên. Dạ dạ. Chia tay với em Tú xong rồi mình lại về Tây Nguyên. Em Tú thì đi về nhà. Giấy khen để lại nhá. À, cái giấy khen để lại. Ờ, còn cái gói trà này em gửi vào cho nhá. À thế à? Trà được miếng ấy. À. Được cái đàn nha. Đây, anh đeo cái đàn đi. Bây giờ lên trưa rồi cả nhà ơi. Bây giờ mình nắng quá. Anh thấy vào đây đã thấy nắng chưa? Nắng quá, nắng luôn. Ở đây mình nghỉ tí xíu nữa, chờ xe khách nó đến rồi mình đi về nhá. Em có đồ gì nữa nè. Để kiểm tra. Nhưng mà có gì em đóng gói gửi cho. Ok. Bây giờ cả nhà là anh em tạm chia hành lý khoảng cỡ 10 ngày. Sau đó là có thể là đi cưới ở Cao Bằng, là anh em lại tiếp tục đồng hành cùng nhau. Cũng gần cuối tháng nữa là nhận được tiền YouTube nữa thì mới đi được. Kinh phí đi tiếp. Thôi về vui vẻ rồi, mình phải nhá. Tí nữa em chạy xuống em tiễn anh lên xe nữa. Nhá. À, ok. Tí em chạy xuống ấy. 2 giờ xe đón nhỉ? 2 giờ, 2 giờ. 2 giờ xe ra đón. Bằng khen để đây rồi về đóng lại này. Để đây đi. Rồi một túi chè ấm nọ người ta biếu đây. Đấy. Thì nguyên cả một xe ô tô luôn, sáng giờ chia chưa hết rồi. Túi này đây nữa. À, còn 6 tam phân nữa. 6 tam phân à? Ừ, phòng ngừa ung thư ấy. Phòng ngừa ung thư đại tràng cơ à? Đúng rồi. Ung thư gan. Ừ. Ung thư gan, ung thư đại tràng uống này là tốt, 6 tam phân đấy cả nhà. Đấy, nhá. Rồi, ok, tạm biệt nhá. Đi cho khỏi nắm. Ồ, trời nắm quá mọi người ơi. Có... Đấy, thôi nhá, tạm biệt okay. Cả nhà nhá, rồi hẹn gặp lại sau nhá. Rồi. Chưa mà em xuống được em xuống tiễn nhá. Rồi, em ở nhà luôn đi được, để được em rồi, tự đi về nhá. Em ngủ dậy sớm okay. Em xuống. Để tự đi về nhá. Rồi. Rồi, ok, tạm biệt nhá. À, bây giờ lên khách sạn nghỉ ngơi tí xíu cả nhà. Rồi, đi di chuyển được mấy tiếng đồng hồ thì đi tới Quảng Bình rồi cả nhà ơi. Tới Quảng Bình rồi, bây giờ dừng xe lại thì vô đây ăn cơm đã. À, bây giờ là tầm cỡ 5 giờ chiều rồi. Đây, mình đi chiếc xe limousine Đức Thành đây cả nhà. Biển số 82. Rồi đặt vé đây nhá, mọi người đi xe Đức Thành thì mọi người đặt vé ở số này nhá. Xe chạy rất là êm luôn. Đấy. Đây này có anh lái xe rất đẹp trai luôn này, quê hương cùng với mình đấy, con Tâm đấy. Hôm nay đi ăn cơm cùng với mấy tài xế nhá cả nhà ơi. Đây, đi về con Tâm nhá. Bây giờ đi ăn cơm nè. Đây, anh phụ xe rất là đẹp trai luôn, hôm nay ngồi ăn chung với mấy anh đẹp trai nhá. Ngồi đâu ăn cơm với anh? Có đây, có đây, có đây. Đây à? Mấy anh có đây hả? Được chưa, dạ xong. À. Đây là... Hôm nay là có mấy món, đây là món... đều là món mình yêu thích hết nè. Cơm quê thôi. Thích ăn trước quê. Ngon lắm rồi nhà. Hello, chị Lan đi thăm á. À. Ở đâu? Em đi... Hello. Đi từ ngoài Hà Tĩnh về đây. À, tập là chị Lan đã đi du lịch à? Đi chơi thôi, đi coi phim. Đi coi phim mà quay ở đâu? Quay ở ngoài khắp nơi, đi hết miền Bắc rồi. À, đi hết miền Bắc rồi, giờ đi vô Hà Tĩnh rồi hả? Đi về Con Tum. À, đi về Con Tum. Vậy là cái tôm rong đúng không? Đấy bở, Đắc Hà mà. Ở Đắc Hà à? Dạ. Đắc Hà. Thêm con món cá kho này ngon nhỉ? Anh đi về đâu anh? Hả? À, rồi, mời mọi người ăn cơm nhá. Rồi, như vậy là nãy ăn cơm xong rồi cả nhà. Thì cơm đông người quá thì ngồi với những người mình không quen biết nên là mình cũng không có quay lại video nhé. Giờ cơm xong rồi. Anh tài xế là áo vàng này, lái xe vàng này hả? Anh lái xe màu vàng này hả? Đúng rồi, đi xe. Mình ở Con Tum luôn hả? Đúng rồi, ở Con Tum luôn. À, lấy vợ chưa? À, chưa. À, rồi, rồi, vợ coi được muốn chết. Anh lấy xe màu vàng này, xe Đức Thành này. Đúng rồi, xe đây đi Con Tum này. À, đi xe Đức Thành thì liên hệ với số này nhé, xe chạy rất là êm luôn. Nhưng mà mình thì đi xe số màu xanh kia. Và số nào cũng được hết đấy.
Đấy, số để mình đi số màu xanh, xe màu xanh đây mình gọi số này này. 0355077177. Rồi bây giờ đến nhà ăn xong rồi giờ lên xe thôi. Lên xe thôi, lên xe. Sau một đêm di chuyển thì sáng sớm nay là 4 giờ sáng thì mình đã tới nhà rồi cả nhà. Thì bây giờ mình vô đây mình quay cho mọi người xem là những cái sản phẩm của mình hiện tại đang có đây. Thì trước giờ thì mình toàn là bán những cái sản phẩm là sản phẩm khô để mà mình gửi đi cho mọi người có thể là về tự ngâm rượu nhé. Nhưng mà cách đây khoảng cỡ 3 tháng rồi thì mình cũng đã ngâm một số rượu rồi. Bây giờ như mình có những sản phẩm như là sâm dây ngọc linh, rồi tất cả những cái sản phẩm là ba kích tím đây, ba kích tím, rồi kể cả là sâm ngọc linh luôn mình cũng đã ngâm hết rượu rồi. Mình ngâm thì mình chờ cho nó đủ tuổi thì sau này mình cũng sẽ bán cho mọi người là những cái sản phẩm mà là rượu ngâm sẵn nhé. Thì khi mà mọi người mua sản phẩm về thì mọi người có thể là dùng ngay trực tiếp luôn, còn không phải là mất cái thời gian ngâm nhiều nha cả nhà. Vô trong đây mình sẽ chỉ cho mọi người xem là những cái hũ rượu mà mình đã ngâm. Đây là căn nhà của mình, đây là phòng vi tính, phòng làm việc đây. Ở đây là phòng khách. Rồi đây là cầu thang đi lên trên kia, lên một tầng gác trên kia nữa. Là mình cũng đã có một cái kho để mà mình ngâm rượu sẵn rồi, nhưng mà ở đây là mình ngâm một số mô hình ạ. Ở đây là cái loại này là cái loại là đầu tiên đây là cái chung này là ngâm lực là 120 lít. Đây là gồm là cái loại là bổ thận dương hoàng, trị chứng là yếu sinh lý xuất tinh sớm ở nam giới và đau lưng mỏi gối. Và tất cả trong đây là loại đây là sâm dây. Rồi đây là chuối cô đơn. Đây là loại cái củ là đây là củ khúc khắc. Rồi cái chum nhỏ đây là cái đây gọi là sâm ngọc linh nha cả nhà. Sâm ngọc linh và lá sâm ngâm chung một cái lọ này, bởi vì cái sâm ngọc linh thì nó rất là đắt tiền nên là mình chỉ là đủ kinh phí để ngâm những cái lọ nhỏ như thế này thôi. Còn những lọ to là 120 lít đây thì mình ngâm những cái loại nó ít tiền hơn thì mình mới có kinh phí để mình ngâm nhiều nhé. Và trong cái kho kia của mình thì mình ngâm phải được cỡ 100 cái bình như này. Một bình là 120 lít, 100 bình như thế là hơn 1.000 lít. Thì cũng hy vọng rằng sau này thì thời gian sắp tới thì mình sẽ rót ra chai. Mình ngâm đủ thời lượng rồi, đủ thời gian rồi thì mình sẽ rót ra chai. Mình sẽ gửi bán cho mọi người, khi mà mọi người mua sử dụng thì sẽ có sản phẩm, mình mua về là mình có sản phẩm mình sử dụng ngay trực tiếp nhé. Còn ví dụ như mọi người mua sản phẩm về á, mọi người muốn mua sản phẩm thì mình vẫn có sản phẩm để mình cung cấp cho mọi người, nhưng mà cái thời gian ngâm thì ngâm khoảng 1 tháng đến 3 tháng thì mọi người mới dùng được nhé. Còn nếu mà mọi người muốn lâu thì mọi người ngâm khoảng cỡ 5 đến 7 tháng hoặc là có thể ngâm 1 năm thì mọi người dùng thì hiệu quả của nó sẽ tốt hơn nhé. Như cái loại này thì mình ngâm được khoảng cỡ 5 tháng rồi. Và ở phía dưới này là một cái kho dược liệu của mình đây. Kho này là chỉ là kho trưng bày thôi. Kho trưng bày và cái kho để mà mình gửi đi thì mình sẽ có những cái thùng giấy bằng xốp, mình đã chuẩn bị sẵn sàng rất là nhiều thùng giấy bằng nhựa, bằng giấy, thùng giấy bằng giấy chứ không thùng giấy bằng xốp. Thì ở đây là có những cái loại nấm linh chi lim xanh. Linh chi lim xanh đây là cái công dụng của nó là hỗ trợ về những bệnh như là viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ. Đặc biệt là những loại đây là những loại sản phẩm đây là thu hái từ rừng. Những ngày mà mình không đi rừng được thì có những bà con Tây Nguyên họ đi rừng họ lấy thì mình cũng sẽ thu mua lại của họ để mà nhằm mục đích là tạo công ăn việc làm cho họ. Và cũng tuyên truyền rằng là vào rừng thu hoạch nấm thì phải chọn những loại nấm già, nấm đủ chất lượng thì mới lấy nha cả nhà, chứ còn những nấm mà không đủ chất lượng thì không bao giờ lấy. Và những loại nấm đây thì mình vừa mới gom về đây là khoảng cỡ 5-70 kg rồi đấy. Một bì đây là 1 kg này. Mọi người cần mua những loại thảo dược Tây Nguyên thì mọi người cứ liên hệ với Zalo để màn hình thì mình sẽ cung cấp gửi cho cả nhà nhé. Tất cả những sản phẩm ở đây là đều là sản phẩm đi lấy từ rừng hết. Và những sản phẩm đi lấy từ rừng thu hoạch như này bán cung cấp cho mọi người thì nếu mà mọi người ủng hộ nhiều, mọi người mua nhiều thì mình cũng sẽ một tháng thì mình sẽ trích ra một phần nào đó, một số tiền
từ tiền lời về những cái sản phẩm này mình sẽ đi giúp đỡ những bà con nghèo khó khăn ở Tây Nguyên, cũng như là đi mua bánh kẹo tặng cho mấy em nhỏ này, tặng cà sữa nữa nhé cả nhà. Nên là mọi người cứ mua sản phẩm này thì mọi người cứ inbox với mình. Và đây là cái loại bổ thận dương hoàng. Cái loại này là bổ thận tráng dương, cái loại này là loại để ngâm rượu nha cả nhà. Cái loại này thì lúc nãy cái bình đầu tiên á là mình đã ngâm cái loại này thì đủ rồi. Thì khi mà mọi người mua cái này về mọi người ngâm rượu cũng được, hoặc là mọi người có thể là mua cái nước rượu đó mọi người về uống trực tiếp luôn cũng được. Một gói như thế này giá là 1 triệu này. Mình ngâm khoảng cỡ 7 đến 10 lít rượu, ngâm 1 tháng là mọi người dùng được nhé. Công dụng của nó là bổ thận tráng dương, chữa yếu sinh lý và xuất tinh sớm ở nam giới, đau lưng mỏi gối, tê bì chân tay nhé cả nhà. Công dụng của loại bổ thận dương hoàng này là loại này là loại ngâm rượu. Bổ thận dương hoàng thì mình có 3 loại cả nhà. Một loại thì ngâm rượu này, và loại này là loại dùng trực tiếp này. Loại viên này là loại viên dùng trực tiếp này. Viên dùng trực tiếp này là dành cho những người mà không uống được rượu này, không uống được rượu này, hoặc là những người làm tài xế không uống rượu được thì mình có thể là dùng cái viên này. Mình nhai một buổi như vậy là một ngày mình nhai 3 lần, một lần mình nhai như vậy là 30 viên. Thì một ngày nhai 3 lần, sáng trưa tối mình nhai một lần là nhai 30 viên như thế này. Loại này thì mình đã gồm những loại thảo dược Tây Nguyên mình đã kết hợp và mình tán ra thành bột và vo viên bằng mật ong, nó sánh nhau viên như thế này. Một buổi sáng thì mọi người nhai, ăn cơm xong mọi người nhai 30 viên, buổi trưa cũng thế nhai 30 viên, buổi tối cũng thế nhai 30 viên. Và cũng là những loại thảo dược thiên nhiên đầy đủ những cái vị như này, nhưng mà kiểu như mình làm một cách khác, như là mình vo thành viên như vậy. Như thế này thì những nhân viên văn phòng mình cũng dễ sử dụng, có thể là mình mang lên văn phòng chỗ công ty làm, thì mình mỗi bữa ăn xong thì mình sẽ nhai cái loại này, còn những loại kia dùng những người uống rượu được, hoặc là mình có thể là nấu nước uống hàng ngày mình dùng loại kia. Và nó có một loại nữa là gồm có ba cái tím, ngũ tình, sâm câu và nấm ngọc cẩu. Bốn loại này kết hợp ngâm chung thì mình cũng là bổ thận tán dương, chữa yếu sinh lý và xuất tinh sớm ở nam giới, chữa liệt dương, đau lưng, mỏi gối. Thì bốn loại này kết hợp ngâm chung gồm có là bốn vị, đó là ba cái tím này, rễ mũ tần này, sâm câu này và nấm ngọc cẩu. Bốn loại này kết hợp ngâm chung là giá của nó là 1.550.000, là bốn loại là 4 kg. Và mình cũng đã ngâm rượu bốn loại đó ở ngoài kia. Khi mà mọi người cần mua rượu thì mình cũng có rượu để bán. Và nếu mà mọi người cần mua về tự ngâm thì cũng sẽ có những sản phẩm để mọi người tự ngâm nhé. Và đây là những quả chuối cô đơn mình đi thu hoạch được trong rừng. Đây là chuối hộp rừng, công dụng cũng là chữa đau lưng mỏi gối, là nó hỗ trợ về những bệnh như là bệnh tiểu đường, sỏi thận. Rồi đây là những cái sản phẩm đó là sâm ngọc linh ngâm với mật ong. Thì mình mới bỏ vào trong lọ như này thôi, mình chưa dán tem mát. Khi mà mọi người mua thì mình sẽ có những cái sản phẩm tem mát dán vào đây cẩn thận nhé. Một hộp như thế này là 220ml, giá là 500.000 nhé. Đây là loại đặc biệt, còn loại thường thì giá của nó là sẽ là 350.000, là loại thường. Loại thường thì là cái lượng sâm của nó là ít hơn, còn loại đặc biệt thì mình sẽ cho nhiều sâm hơn, nhưng mà số lượng mật ong thì vẫn bằng nhau nhé. Và cái công dụng của cái sâm ngọc linh này là nó tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và nó nâng cao cái độ miễn dịch và chống lại những cái vi khuẩn mà gây ra bệnh cho cơ thể nhé cả nhà. Nó bồi bổ cơ thể và giúp kích thích hoạt động của bộ não, và nó giảm thiểu những cái suy nhược tinh thần, và nó giảm lo âu, mất ngủ, chống trầm cảm như là bị stress được đó cả nhà. Tăng cường chức năng gan và bảo vệ tế bào gan, chống xơ gan và giải độc gan, giảm mỡ máu rất là hiệu quả nhé. Và quan trọng hơn là nó bồi bổ cho cơ thể người mới ốm dậy rất là hiệu quả nhé cả nhà. Và đây là hạt ươi. Hạt ươi thì nó mình có thể là mình ngâm ra một lần làm như thế, ngâm thì mình làm khoảng cỡ
5 đến 7 hạt. Thì mình sẽ cho nó nở ra thì mình sẽ bóc cái vỏ lụa bên ngoài mình bỏ đi, và cái ruột ở trong mình, cái hột của mình vứt đi, và mình hòa chung, đổ thêm nước vào, mình hòa chung với đường thì mình sẽ dùng nhé. Nó giúp cho mình nóng trong người, đỡ nóng trong người rất là tốt nhé. Nó chữa cho cái bệnh nóng trong người, kiểu hay nổi mụn mề đay các kiểu, mình uống này vô rất là mát mẻ luôn mọi người. Nên mọi người cần thì những sản phẩm Tây Nguyên thì mọi người hãy liên hệ với Zalo để màn hình, thì mình sẽ gửi cung cấp và tư vấn cho mọi người kỹ càng hơn nhé. Và những cái sản phẩm mà mình bán được thì mình như đã nói rất là nhiều lần rồi, thì mình cũng sẽ trích ra một ít tiền để mà mình đi giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nên là dạo này thì YouTube thì mình làm ở bên một công ty á, thì bên cái công ty trung gian đó thì tiền thì người ta chưa gửi cho mình đâu cả nhà. 3 tháng nhiều tiền nhất thì nằm khoảng gần 100 triệu nhưng mà người ta vẫn chưa thanh toán cho mình luôn. Thì bữa giờ đi ở ngoài Tây Bắc á, thì thật sự là không có kinh phí. Tiền ở nhà thì bữa giờ bán hàng cũng ít được nên là không có kinh phí, nên là bữa giờ là không tiếp tục đồng hành với em Tú được nữa, nên là mình phải đi về nhà để mà mình lo mình làm thêm một cái công việc gì đó để mình kiếm thêm những thu nhập khác nhé. Chờ sau này lương YouTube mà người ta trả đủ cho mình thì mình bắt đầu mình mới tiếp tục mình làm. Và trong cái khoảng thời gian này thì mình cũng chưa biết là cái kênh của mình là nó có còn tiếp tục làm được nữa hay không. Thì qua cái video này thì mình cũng chia sẻ với mọi người, thì mình trong thời điểm này thì mình cũng sẽ làm thêm một kênh phụ, đó là tên kênh là Gia Làng Food. Thì qua video này thì mọi người nhớ đăng ký ủng hộ giúp mình nhé. Mọi người lên ứng dụng YouTube, mọi người bấm tìm là Gia Làng Food thì mọi người tìm thấy kênh của mình, và mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cho mình kênh của mình. Thì từ giờ trở đi thì mình sẽ đăng nhiều video hơn và chia sẻ nhiều video hơn ở trên cái kênh phụ Gia Làng Food này nhé. Chứ kênh Gia Làng Tây Nguyên thì mình có đăng nhiều video chứ đi chăng nữa thì tiền thì mình vẫn chưa lấy được. Thì nên là trước mắt thì mình sẽ hoạt động nhiều ở trên kênh Gia Làng Food, và kênh Gia Làng Tây Nguyên thì sẽ thưa bớt cái video ra. Nếu mà công ty đó người ta gửi tiền cho mình đúng hẹn đúng thời điểm thì mình sẽ tiếp tục đăng video ở trên kênh Gia Làng Tây Nguyên. Và kênh Gia Làng Food thì mình vẫn làm song song hai kênh nhé cả nhà. Thì lỡ mà có vấn đề gì ở kênh Gia Làng Tây Nguyên thì mình sẽ một là bỏ kênh, hai nữa là mình sẽ đăng ít video lại và dành thời gian nhiều cho kênh Gia Làng Food hơn nhé. Qua video này thì mong mọi người bớt chút thời gian để mọi người đăng ký kênh ủng hộ cho kênh Gia Làng Food của mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở những video sớm nhất ở trên kênh Gia Làng Food này nhé. Xin chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau nhé. Cả nhà lên ứng dụng YouTube và cả nhà bấm tìm kênh của mình là Gia Làng Food nha. Gia Làng F-O-O-D. Xong mọi người bấm tìm thì nó sẽ hiện ra kênh của mình nhé cả nhà ơi. Rồi đây là toàn bộ là kênh của mình nhé. Được 7.007 người đăng ký rồi. Và đây là những video mà mình đã đăng tải trước đó. Đấy. Những video mình quay rất là ngắn nhưng mà mọi người đã xem ủng hộ rất là nhiều luôn. Và thời gian sắp tới thì mình sẽ đăng nhiều video ở kênh này hơn nhé cả nhà. Đấy, 24.000 lượt xem. Đây, và cả nhà bấm nút đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều.